Hà Nội, học sinh mầm non đi học sau gần một năm nghỉ ở nhà. Sáng ngày 13 tháng 4, gần 500.000 trẻ mầm non của Hà Nội đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19. Đây là cấp học cuối cùng của Hà Nội, cũng là những học sinh cuối cùng của cả nước được trở lại học trực tiếp. Gần một tuần nay, cô giáo và nhân viên các trường mầm non đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, ổn định tâm lý cho cả giáo viên và học sinh. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt học tập để sẵn sàng đón các con quay trở lại trường. Các trường cũng đã chuẩn bị phòng cách ly để xử lý tình huống nếu có F0, F1 hơn một năm không được đi học trực tiếp nhiều trẻ bị thiếu hụt kiến thức và kỹ năng chính vì vậy dù chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học nhưng những ngày đi học trực tiếp này rất quan trọng để các thầy cô giáo chuẩn bị cho trẻ những hành trang cần thiết để sẵn sàng vào lớp 1. chắc chắn nhiều trẻ sẽ bỡ ngỡ khi đi học trực tiếp sau nhiều tháng ở nhà học online để kịp thời nắm bắt tâm lý của từng học sinh nhà trường nhanh chóng lên kế hoạch và giáo án chi tiết cho từng buổi học với sự điều chỉnh cho phù hợp với tâm lý giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và hứng thú với học tập